Bé em á, sao em lại cần bé? Em bé. Thiên bé à? Bé em. Bé em á, sao em lại cần bé? Em bé. Thiên bé à? Bé em. Bé. Bé em. Bé. Bé em. Bé. Bé em. Bé. Bé em. Anh chả yêu em, chả yêu 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 em. Anh 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 chả yêu em. Bé em. Bé em. Em bé. Em bé em. Bé em. Bé em. Em bé. Em bé em. Bé em. Bé em á, sao em lại cần bé? Em bé. Thiên bé à? Bé em. Bé em á, sao em lại cần bé? Em bé. Thiên bé à? Bé em. Bé em. Bé. Bé em. Bé. Bé em. Bé. Bé em. Chả yêu em, chả yêu em. Anh 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 chả yêu em. Bé 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 em. Anh chả yêu em. Em bé. Anh chả yêu em. Em bé. Bé em. Em biết là em sai rồi, nhưng mà nãy giờ em lỡ cãi rồi. Tự nhiên giờ em xin lỗi anh thì em quên làm sao. Nên là em quyết định em cãi luôn. Luôn. Cãi luôn. Luôn. Nên là em quyết định em cãi luôn. Luôn. Nên là em quyết định em cãi luôn. Bộ anh sai, anh xin lỗi em cái đi. Phần con trai 12 bánh nước. Nước. 2 bánh nước. Nước. 2 bánh nước. Nước. 2 bánh nước. Nước. 2 bánh nước. Lỗi em cái đi. Anh xin đi.
Chút nữa thôi thì cả dàn em lại đi luôn. Chết thật. Quá nguy
dừng, quá nguy hiểm. Dừng, dừng lại ngay, 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 dừng lại ngay, 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 dừng lại ngay, 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 dừng lại ngay, 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 dừng lại ngay, dừng lại ngay, dừng. Làm ăn kiểu này nhỉ? Sảnh một ly nó đi một dặm, một chút nữa thôi thì cả dàn em lại đi luôn. Chết thật, quá nguy hiểm. Chết thật. Dừng lại ngay. Dừng. Dừng lại ngay. Dừng. Chết thật. Dừng. Quá nguy hiểm. Dừng. Dừng lại ngay.
buồn. Buồn hả? Không có gì phải buồn. Không, không, không có gì phải buồn. Buồn hả? 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 Không có gì phải buồn. Thành phố đẻ.
tại sao chú voi con lại ở bản đôn không ở nơi khác? Đây là câu chuyện của mẹ voi. Nó chẳng may nó có chỉ ở bản đôn thì nó chả đẻ ở bản đôn được nhé. Nó bắt xe ôm xuống tận thành phố nó đẻ. Mà trên bản còn có lái cho voi con ăn, đến xuống thành phố voi con ăn cái gì? Nó ăn cỏ à? 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 Nó ăn cỏ à? Tôi hỏi tại sao chú voi con ở bản đôn không ở nơi khác? Đây là câu chuyện của mẹ voi. Nó chẳng may nó có chỉ ở bản đôn thì nó chả đẻ ở bản đôn được nhé. Nó bắt xe ôm xuống tận thành phố nó đẻ. Mà trên bản còn có lái cho voi con ăn, lên xuống thành phố voi con ăn cái gì? Nó ăn cỏ à? 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 Nó ăn cỏ à? Trên bản có lái cho con ăn đến xuống thành phố với con ăn đi. Và trên bản có lái cho con ăn đến xuống thành phố.
sao bạn kỳ vậy? Bạn lớn rồi, bạn đâu phải con nít đâu. Đúng không? Sao bạn kỳ vậy? Ủa? Chứ tôi nói không đúng sao? Những lời tôi nói không đúng sao? Chứ tôi nói không đúng sao? Những lời tôi nói không đúng sao? Không đúng sao?
không đúng sao? Tôi 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 không đúng. 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 Đúng 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 tiền thì sắp
là công chúa mà em, nhà chị giàu lắm. Chị được cấp thành cọc 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 cọc. Chị sát em là công chúa. Chị sát em, chị là công chúa mà em. Chị sát em, nhà chị giàu lắm. Chị sát em, chị được cấp thành nhà. Chị sát em, nhà chị giàu lắm. Chị là công chúa. Nhà chị giàu lắm.